Hi everyone, my name is Richard Ong. I'm a senior group director and agency leader with a FA firm offering sales and advisory for insurance, investment and saving program. In this COVID environment, it is even more crucial to be able to communicate and bring across the importance of financial planning so that in events of hospitalization, critical illness or death, family and loved one can still live on with dignity and no need to go to charity. I'm glad that I got to know Mr. Sean Su, a veteran, NLP trainer, life coach, and an expert with language pattern. He is a person who is with many expertise. He is also very passionate and committed to excellence and have a big heart for people. I benefited from his knowledge and skill, and he has empowered me in my leadership role. The size of my agency, Salesforce, tripled, and my personal sales production doubled. I have better relationship with my family, a greater self-esteem, and crystal clear clarity to my goals. Thank you, Mr. Sean Su. Whoosh. Good morning, good afternoon, good evening, everyone all over the world. So I am Ruby. Welcome you to Ruby Channel on 10:30 every Wednesday. So this is the program of Mastermind, and we are well listened to success story. And today I want to share with you one of my master in your growth. And the topic today is about five steps of transformation. You just see on the introduction that the clip that telling about our speaker today, and let me shortly introduce you about a speaker today in more details. Actually, he's my master since 2014. I study under him in a pattern of excellent program, and I was trained by him until 2019. If pandemic is not happen, I still under him, under his training. So I'm so proud to be to consider he is my master, and I learned a lot of things from him, and especially he changed my life. During the most challenging time of my life, he is the one healing for me. And he turned me to be myself today. Then he already transformed my life to be myself today. And I am so proud of that. And to let you know more about information about him, so let me introduce more. He is from Meta Lives. And in Singapore called MetaMind Learning. MetaMind Learning in Singapore or MetaLives in Vietnam is set up within one version in mind. Because we believe human potential is infinite and life development and growth is vital to each and every human being. Everyone can afford personal development and growth. We offer exclusive courses and workshops for any who desire and is passionate about realizing their potential, gaining understanding and clarity, and achieving breakthroughs in happiness, peace of mind, fulfillment, prosperity, and success. And more information about speaker today, his name is Sean Su. He has touched tens of thousands of lives working with clients and students to
to achieve superior performance in their work and study, clarity, tranquility, and role in their lives. As an experienced study skill coach in his early coach career, Sean had a track record successfully coaching and mentoring students in poor academic results and helping them to achieve distinction over a short period of time. As an experienced executive coach and trainer, over 10 years of experience, Sean has mentored many senior management personnel to achieve their career performance and achievement. Yeah, to know more about him, especially about the topic of today, E5 step of transformation. So please send us some hearts from your comments, like and share this, and welcome him to be on board together with us today. Sean, are you ready? So be on board together with everybody now. Okay. Good Hello, morning. Ruby. Yeah. So can you share with me where you're from and how's the weather in your place? Hello, everyone. I'm Sean Su here. I'm from Singapore. On the west side of Singapore, today's weather is rather cloudy, so it's a bit windy. No sun. This morning is quite cooling. It's not as hot as you can imagine since it's December, so it's also the rainy season. So maybe later on there might be some rain here. This is the winter season everywhere, right? Then the weather is a bit cooler everywhere. Even we have no snow in our area, but anyway, we can enjoy the cool weather. Yeah. So the topic of today is very interesting, and so many audience very curious when we share online about the topic. They very want to know more about what is the 5 steps of affirmation. Can you share with them what is it? Okay, basically what we are looking here today in that the title called the 5 steps of transformation, it is not just it is a process. Okay, basically what you're looking into is a process of change, a better change. When we're saying transformation, we are saying that you will change for a better, change into a better version of yourself. Basically, it is a coaching process that I personally use to let people understand how they are progressing in their personal development. Okay, I've used these methods for over probably 10 years, and it is very effective for me to do coaching when I'm using these 5 steps. Yeah, so how's the 5 step can help others to transform their lives? Can you share in details? Okay, before going into the 5 step itself, we have to understand that change is something that's inevitable for everyone to actually experience. A lot of people actually don't understand the fundamental things that human being has two needs that is very important. One of them is vitally to be having a certainty, or rather a stability in their life, to actually understand who they are and how they deal with certain things in the environment. So you need to have certain type of certainty and stability. So in the aspect itself, a lot of times we will program ourselves unconsciously into our mind a lot of habits and attitudes and certain types of preferences that we have when we are dealing with everything that we want to do every day. So the idea is eventually there's a lot of things that you're running in your mind and in your life. It becomes very unconscious. So a lot of times we are not aware of what has happened to ourselves. Sometimes we stop and we start to think about, okay, what is wrong with our life? Something is wrong, but I do not know what is wrong. I do not like this style, lifestyle, and yet I do not know where to start to change myself.
So during this process, I have met a lot of people who actually have coaching session with me. So they start to realize that the first step of anything that you want to do is to create awareness. You know, the idea of actually creating the awareness of what you want to change, what has to be changed. So that is the first step of transformation that we are going in itself, okay? So basically what I'm saying is, if you are not aware of what you want to change, you will never change. And how do you actually create the awareness is basically, I'm always telling my coachee, people who, my client, the same thing. They ask me, Sean, how do am I going to be aware of the things that is around me and the things that I should change myself? Basically, if you are actually using the five steps of transformation, you have to understand from a perspective that you are having a lot of resources within yourself. Okay, a lot of people actually don't understand this. The awareness comes that you have certain control over yourself. Okay, it is not about the environment. It is about yourself. A lot of people think that, okay, in order for things to change, my wife have to change. In order for things to change, my father have to change. In order for things to change, my mother have to change. My boss have to change. Or even in order for things to change, Ruby have to change. Okay. So a lot of times we are actually pointing towards the awareness have to come there. If you ever want to change your situation, which is you do not like the situation, it is not to change anything outside. That is one of the very big awareness that people actually don't understand. Okay, yeah, so Sean, that's the question, that how to create awareness. So the awareness is to go in to ask yourself very honest question about, it is not about other people. So if it is about me, so what is it that I do not like about the situation? So a lot of people will tell me, Sean, I am angry with someone. I am fearful of something. I'm disappointed about something and someone. I am, what's the other one? Anger, fear. Sadness. Sadness is disappointment. So the other thing is, I'm angry with myself. So you realize that there are awareness point of what type of emotions that you are in. Basically, I'm saying that we are always dealing with these very basic emotions. So you guys can actually take note of this thing. The emotions daily that we are dealing with that is very negative, there's only four basic types. First type, anger. You are angry with someone else. Okay? So the other thing is guilt. You are angry with yourself. Okay, you're guilty. You feel that, okay, you have done something wrong. Okay, so you're guilty with yourself. The other one is disappointment and sadness. These are both the same thing. Something that you have lost, something that you have, someone that you have lost to. Okay, so you are very sad about it. The other thing is the fear that you have. We are actually dealing with only four types of awareness of the negative emotions that we have. Once you actually understand this, this is always about you. Okay? Is always about you. So whether you tell me that, okay, my wife make me angry, or my boss make me very disappointed, okay, or I am very fearful of the stress that I have, it is not an external question. It's not an external question that you have to ask. It's internally. It's all these are my response. You have to be aware of the emotions that you have. Once you have these emotions, then you will start to be able to go to the next steps. Okay. Am I actually answering the question? Ruby, if you are not, then please actually stop me and I explain more. Okay. So yes. There's one more question, like how many steps to create awareness? Basically, awareness is just by actually observation and listening to yourself. There is not exactly how many steps. Basically, I'm saying that if you are actually being a person, you're just very truthful to yourself, very sincere, very honest to yourself. Basically, you're just already creating awareness of yourself. Okay, this awareness is not about the external environment. It is about yourself. How are you going to deal with yourself?
Okay, so if we are saying there's a steps, then probably the first step is stop. The second step is start to turn internally and ask yourself this question. Okay, what is something that is I feel that is wrong with me? Okay, the fourth step is what I can do about it. Okay, am I actually aware of all these things that I have control over them? Okay, it's very difficult for you, for me to actually explain this in this program, because awareness is a big topic. If you are very interested in this, I'm saying that there are programs that you can go to, like some neuro-linguistic programming courses, probably online in Vietnam or Singapore, you can actually go to actually understand about yourself, the whole part about how you can control your mind, control your emotions, and control your behavior. Okay, so I'm saying that there is not just three single step or four step or five step for you to be able to create that type of awareness. But the first step, okay, I always tell people, the first step is you have to start to listen and observe yourself, not other people. Okay. Yeah, but some people say that I don't know who I am, and okay, very blah about things. Okay, so basically, I'm not saying that you are not supposed to actually tell yourself that you do not know who you are. Basically, I'm saying like Ruby, let's have a conversation here. Like saying, for instance, Ruby, you tell me that you do not know who you are. Then I'm saying that when you wake up, do you know how to brush your teeth? Yes. No. You know how to change your clothes? Yes. You know how to eat breakfast? Yes. You know how to drive a car? Yes. So you have a lot of yeses now. So I'm asking, can you ask yourself some question? Then you ask yourself, you start to have a very clear picture of what you can do. Correct? Like for instance, like Ruby can speak in English and also Vietnamese. Yes. This is part of who you are. And Ruby is a woman. Yeah. You have two legs and two hands and one pretty face. Correct? Yes. Yes. So can you tell me that you do not know who you are? Okay, yeah. So the question is, are you willing to be honestly telling yourself all this thing that I'm actually asking you right now? Because a lot of people, when they say, I do not know who I am, they are not being honest to themselves. You really tell that you do not know who you are? Did you did you actually went through a period of time where you are a baby? Yes. Can you remember some, I'm not all, but some of the experiences of being a baby? Yeah. Do you actually remember some of the good memories of your childhood? Yes. Do you actually remember times where you are a teenager? Yes. Yes. Do you remember the first love that you have? Yes. Do you remember the first kiss that you have? Okay, yeah. So I'm saying the only person that can understand you fully is who? Myself. Yes. Basically, right? So do not tell yourself that I do not know who I am. So when you have this attitude of awareness, which means that you start to be able to see yourself clearly. So that is always the first step of whatever that we want to do. Creating awareness of things that you have done in the past or things that you have not done in the past, and be honest to yourself. What do you, what have you done, and what do you want in the future? So that's awareness. But sometimes people don't know, what do I want in the future? Okay, that's very simple. The thing is, let's go through the thing. Life is very simple. There's only three things. Basically, my conclusion about life is very simple, is there's only three things that you are wishing in your life, okay? One of them is prosperity. You want to have abundance of things. Prosperity, you want to have abundance in your life, okay? Prosperity means you have a lot of things that you want, okay? The other thing that you want is you want success. You want to do things in a way that you know that you are well able to do. Every time you do something, you achieve the goal, it's called success.
Okay. Yeah. The other thing is wellness. You want everything to be well. You know, you want stability in your life. You want your family to feel well. You want your career to feel well. You want to feel well in your health. You want to be healthy. You want to feel well with your relationship, everything. So basically, I'm saying, what do you want? Basically, prosperity, success, and wellness. Oh. Okay. Yeah. Prosperity, success, and wellness. But some people ask, why I am here on the earth? Okay, basically. Why I was born here in the earth? Okay, basically, if you're asking this question, you're actually going to knock your head into the wall many, many times and you see blood coming out from your head. Okay, I will not be able to answer this question for myself and for anyone else. But I guess one of the things that we have learned from successful people, like people, you know, lately, who is successful? I don't know who is very successful now. Since COVID come, it seems that there's no success for a lot of things. But okay, let's look into the example of people like probably Steve Jobs. Jack Ma has disappeared for a while. I don't know where he is, but he's still considered one of the very successful people. Successful people like probably Anthony Robbins. Yes. You find that when you're looking into successful people, they do not ask the question, why am I here? Because when you ask, why am I here, you get no answer. Because you're born here, basically, I'm saying that you're here to eat, to drink, to shit, to sleep. That's all. Yeah. Everyone do that. You know, so you're actually wanting to find meaning in your life. So it is not within the scope of 5 steps of transformation that we can answer this question. But I can actually tell you, how do you actually find your purpose in your life? Basically, you ask yourself, what is the thing that you have experienced in the past of your life? Like, for instance, for me, I find my purpose by actually looking into the very negative side of myself. Okay, what has happened myself in the past? Because I was having a very severe clinical depression, and I find that I lost the meaning of my life, and I eventually find out that, okay, there is a way to get rid of depression, or rather to combat, to actually make myself a better person. Okay, and I realized that every other person that I met, some of them have some depressive issue, and they have some confidence issue. So eventually I say that, okay, maybe I can actually learn something about depression and overcome depression, and eventually I can tell them how to overcome depression, and that becomes the purpose of my life. So ask yourself. Yes. Okay, can you continue to finish this idea first? Okay, so basically, eventually, when you get the idea of this thing, you realize that every painful situation, every depressive situation, every fear that you went through is an opportunity for you to find the purpose of your life. Okay, so that is what I'm saying. Okay, do not tell yourself question, because using question is a very powerful way to create condition. Like, if you ask yourself, why am I here? So there's no reason for you to find. So you have to ask yourself, if there's no reason for me to be here, can I create a reason for myself to be here? Because we are given freedom of choice. You realize that you can say yes and no. You have two choices. Okay, you can tell yourself that I have no hope and I have hope. Okay, I am strong or I'm not strong. I'm confident or I'm not confident. And you realize that you understand both sides. If you tell me that I want confident, which means that you understand what is confident. You tell me that I have no confidence, it is also a point where you also understand what is confident. So if you know how confident looks like, hear like, feel like, go find confident. Go seek for that confidence. Mm-hmm. And if you cannot find confidence, if you know already how it looks like and how it hears, it sounds like and how it feels like, create confidence. So it is like purpose like that. You know that you want to do something and yet you're afraid of doing something and yet you still want to do something. That I'm saying, do the thing that you want to do and yet you're afraid to do. That is your purpose. That's okay. Your purpose. Okay. Yeah. Very interesting sharing. Yeah. Yes. Sean, can
Can you share with us what is the five step of transformation? First step, second step, and a short description about each step. Okay, so I was actually wanting to continuing because the first step is awareness. Okay, so everyone yes. have to, everyone actually, for those who are listening to us, so remember the first step is awareness. Yeah. Okay, Ruby, actually say in Vietnamese, I know there's a lot of Vietnamese people around. So what is awareness in Vietnamese? Tell them what is awareness. Okay. Xin chào các bạn. Với một số các bạn là thính giả đang xem coi chương trình này mà là tiếng Việt á, thì thầy cũng muốn là Ruby dịch ra tiếng Việt cho các bạn. Bước đầu tiên của năm bước chuyển hóa đó là nhận thức ạ, tự nhận thức. Yeah, okay. Okay. You realize that up till now we are still in this very big problem. The first step of transformation is called awareness. The question that Ruby asked me and the things that have been explaining so long actually is all about creating awareness in you. Okay. Of course, you asked me what's the simplest way of actually creating awareness is go YouTube, go Facebook, go Instagram, whatever social media, type in this thing called personal development. Okay. And you start to be able to listen to a lot of trainers, speakers telling you that how you should improve your life. Okay, there's many, 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 many ways and many channels for you to create awareness of how you want to improve yourself. Okay, do not deprive yourself for creating awareness for the change that is coming in this world. You are not deprived. In Vietnam, I don't think you are deprived. You still can use YouTube. If you don't have YouTube, I know that in Vietnam, you still have social media. Okay, of course, there's danger of creating awareness, but I think the first step is to actually allow yourself to open up, to actually understand. And the awareness is not always to look outside. Like, for instance, for your wife, a lot of people say that I need to change my wife. I need to change my children. I need to change my boss. I need to change whoever is. Okay, awareness is not for you to change other people. Awareness is for you to change yourself. Because the only thing that we can do is to change ourselves. Okay, that comes to the second step. This is the second step. The second step after awareness is to accept. It is called acceptance. Okay, Ruby, can you actually tell that? Acceptance là chấp nhận bản thân nhé. Yeah. Okay. Sean, may I suggest that? Because we are around 30 minutes of our program and here the audience is more Vietnamese. So then can we be back to our original style? Then you speak in English and I will translate in Vietnamese. Because okay, no problem. So like audience of English is not much here. Then, okay. Yeah. Yeah. Okay, so the second step is acceptance. Dạ, cái bước thứ hai là chấp nhận nha các bạn. Okay, so what is acceptance? Which means that once you actually are aware of things, like for instance, I give you an example, myself. Okay, in 2006, before I, basically I'm in this thing called ignorance of, you know, whenever people tell me that, Sean, you're fat, you are just a big fat old man. Something like that. Ruby. Yeah. Các bạn ơi, tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái bước thứ hai là nhận thức, chấp nhận bản thân. Chấp nhận là bản thân là như thế nào? Tôi xin chia sẻ cho các bạn câu chuyện của tôi. Vào năm 2006, tôi đã bị mọi người coi tôi là một ông già mập. Okay, instead of actually feeling that I have to accept that I'm fat, I will go into this denial state saying that, okay, I'm not. Okay, don't tell me that I'm fat. Okay, I'm not fat. Okay, I go into deny it, acceptance. Hồi xưa là tôi hay từ chối lắm, tôi nói tôi không có phải mập, tôi không phải là người mập, tôi không phải là người mập. Nhưng mà tới cái bước chấp nhận này á là tôi nhận ra, tôi đang là người mập, tôi đang là người mập, tôi đang là người mập. So you realize this thing, if I don't accept I'm fat, can I change the fact that I'm fat? Nên các bạn nhận ra một điều là nếu mà tôi không chấp nhận là tôi đang mập thì tôi có thay đổi vóc dáng của tôi được hay không? Okay, because I never see myself as being fat, I will never go and think about how can I lose my weight or how can I be healthy, how can I be fitter.
Nếu mà tôi không nghĩ là tôi mập á, thì tôi đâu bao giờ nghĩ tới biện pháp mà giảm cân hay giữ vóc dáng cho nó chuẩn dáng hơn. And that's why acceptance is very important. Đó là lý do mà cái bước 2 là cái bước chấp nhận bản thân rất là quan trọng, hiện trạng của bản thân. Okay, acceptance means being very honest to myself who I am now. Cái bước thứ hai là chấp nhận, có nghĩa là chấp nhận hiện trạng của bản thân mình đang ở trạng thái như thế nào. So once I am able to accept that I'm fat, I'm saying, okay, so what is wrong being fat? Khi mà tôi nhận ra là tôi là một người mập, tôi lại đòi hỏi một câu hỏi là ủa có gì sai khi mà bị mập không? Mập có gì sai không? So I start to realize that, okay, there might be some advantages and disadvantages of being fat. À, và tôi bắt đầu phân tích là à có những cái ích lợi khi mà mập và có những cái bất lợi khi mập. Okay, so being fat, I'm being very cute. So my wife and my children like me being very cute. À, mập là dễ thương, mập là sang trọng mà nên là vợ tôi cũng thích tôi mập và con tôi cũng thích tôi mập vậy. Okay, but the thing is at the on the low side, which means that on the downside itself, being fat means I'm also very unhealthy. Nhưng mà ở một góc độ khác thì khi mà mập á là tôi không có sức khỏe. So I have a danger of actually having a lot of sickness and unwellness coming to my life. Và tôi có rất nhiều nguy cơ bệnh đến với mình. So you guys understand about acceptance already. You realize that certain people, like people, why they keep on wanting to become more beautiful. Like some girls, they feel that okay, losing weight is a way of actually a good way of actually letting them become more and more beautiful. Các bạn có nhận ra ở ngoài kia có rất nhiều phụ nữ là muốn là đẹp hơn, muốn dáng ốm hơn, rồi muốn làm sao mà để trở nên đẹp hơn không ạ? So when they come to like specific weight, like they become 40 kg, and if they do not accept themselves as okay, this is an acceptable weight for me, they will keep on losing their weight. Nếu mà cô gái đó đang ở trạng thái 40 kg nhưng mà cô ấy nói là không, tôi vẫn chưa đồng ý và cô ấy vẫn áp dụng những cái chế độ giảm cân. Because this is what they cannot accept. Bởi vì đó là những cái điều mà cô ấy không chấp nhận bản thân của cô ấy. Okay, so I'm saying it's very simple. If you are aware of something already, it is very important the next step to come for transformation is then acceptance of who you are at a point of time if you want to transform into something else. Đó là lý do mà bước đầu tiên khi mà mình nhận thức được cơ thể của mình như thế nào rồi thì qua bước thứ hai á, mình phải chấp nhận được hiện trạng của mình đang là như thế nào thì mình mới thay đổi được. Okay, some of the people saying that okay, I want to be rich and yet they do not want to accept that at this point in time I'm very poor and they start to deny that the fact that I'm not poor. This is also not acceptance. Và một cái ví dụ khác là một người đang muốn trở nên giàu có hơn nhưng họ lại không chấp nhận hiện trạng họ đang ở trạng thái nghèo. Nếu mà họ không chấp nhận họ đang nghèo thì họ có động lực làm giàu không ạ? À? Because acceptance parts is for us to see the truth, to be very honest to where we are now. Cái bước thứ hai có nghĩa là cái bước chấp nhận bản thân, nhìn lại hiện trạng của mình để mình biết mình đang ở đâu. Okay, acceptance means that I know where I am now and I can actually pinpoint, okay, like for instance, I have to accept myself to be in Singapore now. Ví dụ như là khi mà chấp nhận bản thân mình đang ở đâu thì là mình sẽ nhận ra là hiện trạng của mình đang thế nào. Như là trường hợp của tôi phải chấp nhận là tôi đang ở Singapore. Okay, so if I know that I'm in Singapore now, so if I do not want to be in Singapore and I want to be going to Vietnam now, I know how to plan to go to Vietnam. Ví dụ như là tôi chấp nhận hiện trạng là tôi đang ở Singapore mà đích đến của tôi đang muốn đi Việt Nam thì tôi sẽ tìm cái cách mà đến với Việt Nam. Okay, too bad I still can't go to Vietnam because Vietnam when I go I have to be quarantined for 14 days so I would not want to go. Tôi cảm thấy rất buồn tại vì bây giờ tôi chưa đến Việt Nam được bởi vì nếu mà tôi bay tới Việt Nam tôi phải bị chịu 14 ngày cách ly nên bây giờ tôi chưa đi được. Okay, so let's come back to this thing about acceptance. So once I have accepted me being fat.
Ví dụ là bây giờ chúng ta quay lại với trạng thái là chấp nhận bản thân, và tôi chấp nhận bản thân mình là một người mập. Okay, now I can consider the third steps. Và bây giờ tôi bắt đầu qua bước thứ ba. Okay, now I can allow myself, if I'm fat, so I can allow myself to be continue to be fat. Bây giờ qua bước thứ ba là bước cho phép. Có nghĩa là tôi có thể là cho phép tôi tiếp tục ở trạng thái mập này. Okay, for a period of time, you ask Luby, I have no problem showing people my belly, okay, to anyone, because I'm actually accepting myself so much that I allow myself to show people, yeah, I'm fat, so what, you know? Yeah, một cái thực tế diễn ra là mấy năm trước, các bạn có thể hỏi Ruby là mấy năm trước là tôi rất tự hào khi khoe bụng của tôi đối với mọi người, là tôi tự hào tôi là một người mập. Because once you accept yourself already, you are not afraid of other people's judgment. Because who can judge you? You only you can judge yourself. Bởi vì khi mà bạn chấp nhận bạn là ai rồi á, thì không có ai phán xét bạn được hết trơn á, chỉ có một mình bạn là biết mình như thế nào thôi. So you realize that when you are actually doing acceptance already, that when a third step come is allowance, you will allow yourself to either present yourself as who you are, that's very easy, you become very confident of yourself. Đó, khi mà các bạn chấp nhận bản thân là mình là một người mập rồi, thì mình tới bước 3 là cho phép. Bạn có thể lựa chọn là cho phép bản thân giữ cái hiện trạng hiện tại, là như tôi đang mập, là tôi cho phép tôi tiếp tục mập. Okay, and at the same time, you also I also know that being fat is not a very good thing, so I also allow myself to start to plan for certain things so that I can lose some weight and become healthier. Và cho đến một lúc tôi nhận thức ra rằng cái sự mập này nó không giúp cho tôi khỏe, nên là tôi cho phép bản thân mình tìm ra những cái phương cách giữ vóc dáng để có sức khỏe tốt hơn. Okay, so a lot of times you see those people who are poor, like for instance, I give you an example of Jack Ma or Steve Jobs. They actually, at a very early age, they admit to themselves saying that, yes, I'm poor now. Tôi đưa ra cho bạn một trường hợp muốn làm giàu, ví dụ như là Jack Ma và Steve Jobs, họ đã chấp nhận bản thân họ tại thời điểm đó là một người khó khăn, một gia đình không đủ điều kiện. And when it comes to allowing themselves, he says that, okay, I have no problem telling people I'm poor, but the thing is I want to work on being rich, okay? But I know I'm poor, so I have to allow myself to plan how do I actually become rich. Khi mà chúng ta chấp nhận hiện trạng, chúng ta đang ở trạng thái nghèo, thì chúng ta cho phép bản thân mình tìm cách làm giàu. So a lot of times why people feel that failure is very bad is because they have not really accept themselves as who they are. Có nhiều người á, họ thất bại là tại vì họ không chấp nhận hiện trạng của họ đang là như thế nào. Okay, so one of the things that you see those very successful people, they actually can go from failure to failure and failure, and they keep on doing it, and they are not disappointed with the failure at all. Với những người mà thành công thực sự rồi á, các bạn nhìn lại quá trình của họ, họ đã đối diện với rất nhiều lần thất bại trước đây, nhưng họ vẫn tiếp tục cứ thất bại này tới thất bại khác tới thất bại nọ cho đến khi họ thành công. Because they always tell themselves there is nothing wrong for being poor, but yet I know that I have all the resources that I have to find a way for me to get better of myself. Bởi vì họ nhận thức ra một điều rằng không có gì sai khi tôi chấp nhận bản thân là tôi đang nghèo và tôi đang trên con đường tìm những phương thức làm giàu của mình. I cannot be as worse as now that I am. Tôi không còn trạng thái nào tệ hơn trạng thái lúc này cả. So a lot of times they will allow themselves to actually plan a lot of things and they will go to the next step. After you have allowed yourself to plan, to see who you are, you will go to the fourth step. Khi mà chúng ta đã chấp nhận bản thân và cho phép thực hiện các bước tiếp theo đã thay đổi mình rồi, thì chúng ta sẽ bước qua bước thứ tư. Okay, the fourth step is called activation. Cái bước thứ tư là bước kích hoạt bản thân. When you are in activation, how do I know that this person is already in activation? Is I see what they do daily. Khi mà chúng ta thấy được một người đã kích hoạt bản thân rồi, chúng ta quan sát được họ có hành động mỗi ngày. Okay, so in allowance state, which means on the third state allowance, you plan to do something.
Lúc mà ở cái bước thứ ba chúng ta cho phép, nhưng mà lúc đó chỉ là cái bước lên kế hoạch thực hiện mà thôi. Okay, but in the fourth step, you are doing something. Nhưng đến bước thứ tư có nghĩa là mình bắt đầu khởi động những cái việc mình muốn làm. Okay, for instance, for me, when I'm actually realizing that I have to lose some weight, I start to actually in the past, actually Ruby have seen me doing something like, okay, I start to take care of the things that I eat. Giống như trước đây là tôi nhận thức ra là tôi cần phải giảm cân để bảo đảm sức khỏe của mình, và một số người cũng quan sát quá trình của tôi là mỗi ngày tôi quan sát những cái thực phẩm dinh dưỡng của tôi. Okay, I do exercise. Tôi tập thể dục. Okay, so the thing is, there are things that I will do so that I will lose some weight, so that I will actually look healthier. Đó là khi mà chúng ta kích hoạt và hoạt động một số hành động rồi thì chúng ta mới có kết quả. Okay, truth be told, every day today now I'm still doing exercise. I'm on the program called 1095 days of exercise. 95. 1095, right? Yes, correct. How many years? 3 years, 3 years. Yes. Yeah. Báo cáo với các bạn là tôi đang ở trong một cái quá trình 3 năm rèn luyện bản thân, là chương trình 1095 ngày để thay đổi bản thân, và tôi vẫn đang thực hành những cái hoạt động đó. I'm now on about 620 over days of exercise already. 620 plus 20 day. over, yeah. Days. Okay. Và tôi đã thực hiện được 600, hơn 620 ngày rồi trong cái quá trình 1095 ngày thay đổi bản thân. It is because I know clearly where I am and where I want to go. Because activation is to plan where you want to go. Sorry, allowance is to plan where you want to go. Activation is doing where you want to go. Bởi vì tôi đã nhận thức ra rằng là tôi phải thay đổi, và tôi cho phép tôi lên kế hoạch thay đổi, và tôi đã hành động để thay đổi ở bước thứ tư ạ. Okay, so it is very important when you have this step-by-step understanding about yourself, when it comes to activation, come to taking action, it becomes Khi mà chúng ta đã lên kế hoạch xong rồi, chúng ta phải bắt đầu thực hiện thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. easier. Okay, it's because you went through the understanding of awareness, acceptance, allowance. When it comes to doing action itself, you are not going to drag yourself through a lot of suffering anymore. Although Bởi there vì is still suffering. Okay, you already go to five step, fifth step, right, of No, action. still number 4. Still number four. Okay, Yeah. khi mà các bạn vẫn ở cái bước 4 là hành động thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn mỗi ngày khi mà bạn hành động liên tục. So as you are actually doing things itself, once you are starting to take action, Khi mà các bạn bắt đầu hành động á, you have to go into the fifth step. là chúng ta bắt đầu qua bước thứ năm của hành trình này. Okay, what is fifth step? Vậy thì bước năm là gì ạ? It is called admission. 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 Admission là thừa nhận nha các bạn. Okay, this is the last step of the five step of transformation is once you are actually doing your action already, you have to ex it's not accept is you have to admit to yourself that I have done something. Khi mà chúng ta thừa nhận là chúng ta đã hành động một cái điều gì đó rồi trong cái quá trình chúng ta thực hiện chuyển hóa Okay. của mình. One of the things that people do is like for instance, you're telling yourself that like for instance, I want to lose 5 kg. Ví dụ như là tôi muốn giảm 5 cân. Okay, then you say that okay, I will only celebrate when I lose 5 kg. Thường nhiều người á, họ nói là tôi chỉ có ăn mừng khi mà tôi đã giảm được 5 cân rồi. Okay, admission is the step that you have to take and whenever you are doing something right. Cái sự thừa nhận này á, là chúng ta phải nên ghi nhận lại quá trình chúng ta thực hiện. Mỗi quá trình chúng ta đều ghi nhận lại. Okay, so for instance, every day I'll do exercise, and after exercise, I will tell myself, Sean, thank you very much. Okay, you have done something good for yourself today.
Ví dụ như là mỗi ngày tôi tập thể dục xong tôi sẽ ghi nhận lại là cảm ơn bản thân tôi đã cho phép tôi tập thể dục ngày hôm nay, một hoạt động thật ý nghĩa cho quá trình chuyển hóa của mình. So I don't actually wait until I achieve a goal, then I start to thank myself. Tôi không phải là chờ cho tới khi tôi giảm được 5 cân rồi tôi mới cảm ơn bản thân mình. Or celebrate the achievement that I have. Hoặc là ăn mừng cái quá trình ghi nhận kết quả đó. But a mission means that every day when you are actually doing something that you are supposed to do, you give yourself a pat behind saying that good job, you have done a good job. Sự thừa nhận này có nghĩa là khi mà mình làm bất cứ hành động gì liên quan tới quá trình của mình á, thì mình tự khen mình, ghi nhận bản thân mình. Ok, hôm nay chúng ta đã làm rất tốt về việc tập thể dục hay là ăn những cái dinh dưỡng tốt cho bản thân mình. Okay, so these are the basic five steps that I have actually explained to you guys. Đây là những cái bước căn bản trong 5 bước chuyển hóa mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn. So basically, you start with actually getting awareness, which means you are aware of what is going on already. Thứ nhất là chúng ta phải nhận thức ra là chúng ta đang là ai và muốn như thế nào. Okay, don't have to be very big thing. Just small things is enough for you to be aware of many, many small things that you have. Đừng có nghĩ là mình phải nhận thức mình là ai một cách to lớn quá mà mình chỉ nhận thức những điều thật là nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày của mình mà thôi. Okay, I don't know whether Vietnamese have this type of saying or you. The small things when they gather, they become big. Ở Việt Nam mình hay có cái câu là gì? Đoàn kết là sức mạnh. Okay, so focus on the small things that you want to change, be aware of them. Và chúng ta hãy tập trung vào những cái nhỏ 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 nhỏ, từ những cái nhỏ nhỏ đó nó sẽ thành cái lớn ạ. Okay, so the next thing is after you are aware, then you start to accept things that you are aware. Khi mà chúng ta đã nhận thức rồi á thì chúng ta phải chấp nhận những cái điều mà chúng ta đã nhận thức ở trên đó. Okay, when you accept already, if there's nothing to change, it's good. Nếu mà chúng ta chấp nhận bản thân rồi mà chúng ta nói là tôi tốt rồi, tôi không cần thay đổi gì cả, nó cũng tốt. Okay, so if there's something for you to change, go to allowance. Allow Nếu mà yourself to chúng change. ta nhận thức là chúng ta cần phải thay đổi thì chúng ta mới bước qua bước số 3 là chúng ta lên kế hoạch thay đổi, cho phép lên kế hoạch thay đổi. Okay, so what you want to do is to plan for the change that you want. Cái điều ở đây là chúng ta cần phải lên kế hoạch cho những bước thay đổi. Okay, the allowance step is always about preparing and planning for the change that you want. Cái bước cho phép có nghĩa là chuẩn bị và lên kế hoạch cho các bước thực hiện. Okay, then when you plan and you are ready, you already go into activation. Khi mà kế hoạch của chúng ta đã hoàn tất rồi thì chúng ta qua bước thứ 4 là chúng ta bắt đầu thực hiện. Yes, the fourth step is activation, and in activation, do whatever that you need to do. The necessary thing that you need to do, do in activation. Khi mà bước thứ 4 là chúng ta thực hiện, chúng ta hãy thực hiện những điều gì cần thiết cho quá trình thay đổi của mình. Okay, so some people, okay, I want to interlude certain thing. Like some people will tell me, Sean, I don't feel like doing it. Nhiều người nói với tôi là Sean, tôi không muốn làm gì hết trơn à. Then you have to go back to the third step again. Ask yourself, when are you allowing yourself to do? Đó là lúc tôi hỏi lại cái bạn đó là bạn hãy quay lại cái bước số 3, có nghĩa là bạn đã lên kế hoạch cho bạn như thế nào và chuẩn bị ra sao. Okay, because in allowance step, you have not allowed yourself to change anything. Because if you don't want to do, which means you have not allowed yourself. Nếu mà các bạn không muốn thực hiện gì cả, có nghĩa là ở bước thứ 3 bạn đâu có cho phép mình làm cái gì đâu. And that's why a lot of people they say that okay, I want to have certain amount of money, like I want to have $1 million, I want to promote in certain position, I want to have better relationship, and they are not getting it. À, và nhiều người trong xã hội của chúng ta muốn là có nhiều tiền hơn nè, chẳng hạn như là tôi muốn 1 triệu đô nè, hoặc là muốn thăng tiến lên cái chức vụ cao hơn nè, xong rồi hoặc là thay đổi cái mối quan hệ xã hội của mình, nhưng mà chẳng có thực hiện gì cả thì làm sao mà thay đổi?
It is not because they have not done anything. Cái điều đó không phải là họ không làm gì cả. It is because in their heart they have not truly probably accept or allow themselves to the things that they want. Bởi vì trong thâm tâm của họ, họ chưa có chấp nhận bản thân của họ ở hiện trạng như thế nào và chưa cho phép mình làm những bước thay đổi. Your mindset has not been decided so clearly that when you take action, your result will come. Tư duy của mình chưa có sẵn sàng nhận thức ra một điều là khi mình hành động thì kết quả mới thay đổi. So once you come to the fourth step, khi mà chúng ta bước qua bước thứ 4 á, you would not question what you are doing. Chúng ta không còn thắc mắc là chúng ta phải làm cái gì nữa. Okay, if something do not work, you will change the action that you take, the strategy that you have, and you will start doing until you get the results. Có những cái điều chúng ta thực hiện nó không phù hợp với bản thân chúng ta sẽ nghĩ ra cái cách khác để mà thực hiện cái điều đó cho tới khi chúng ta đạt được kết quả. Okay, so if you still cannot do take action, you do not activate whatever that you need to activate, probably you have to go back to the very first step and start to be aware why are you like that. Đôi khi là chúng ta cũng không thực hiện gì cả thì lúc đó chúng ta phải tự trở về cái bước đầu tiên là hỏi tại sao tôi còn ở trạng thái như thế này. Because if you don't take action and you say that you want to achieve something, then there must be something hidden in your mind or you are not very honest to yourself in the first place. So I'm saying that go back to the first step and go to the second and third and come back to the fourth again. Nếu mà bây giờ chúng ta không thực hiện gì cả mà chúng ta mong muốn được một kết quả tốt hơn thì lúc đó hãy dành thời gian quay lại cái bước 1 là tự nhận thức bản thân tôi đang là ai và tôi đang muốn cái điều gì trong cuộc sống của mình. And và once khi... you are taking steps again. Và khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái quy trình như thế này á, then you realize that okay, you will have to celebrate everything that you do until you get your results. Chúng ta cần phải ghi nhận cái quá trình thực hiện của bản thân mỗi ngày. Thì lúc đó chúng ta thấy những cái bước tiến của chúng ta qua cái hành trình biến đổi của mình. Okay, I'm just talking about all this thing for those people who are seriously want your transformation. It's just very simple. There's only 5 steps. Tôi chỉ muốn chia sẻ cái điều này với những người thực sự muốn thay đổi bản thân mình hoặc là muốn có kết quả tốt hơn cho quá trình của mình. Đó chỉ là 5 bước thôi. Rất đơn giản là chỉ mất 5 bước này thôi. Because I'm saying for this very 5 simple step itself, you will be able to know where you are, where is your progress. Bởi vì khi các bạn nhận ra là có 5 bước này rồi á, các bạn có thể kiểm tra mình đang ở bước nào. Okay. Và mình đã thực hiện tới bước nào rồi. Okay, the first step lets you know what is going on in your life. Bước đầu tiên á là chúng ta nhận thức là cái gì đang xảy ra với cuộc đời của mình vậy. Okay, because that one tell you have to be aware of what is going on. You will have to be, do a lot of self check. Cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra bản thân rất là nhiều những gì đang xảy ra với chúng ta trong cuộc sống của mình vậy. And realize that the only person that you can change in this lifetime in this world is yourself. Và chúng ta cần nhận thức ra một điều rất quan trọng là cái người mà thay đổi được bản thân của chúng ta thì chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Okay, if you still want to change your external environment, nếu mà chúng ta muốn thay đổi ngoại cảnh của mình, like for instance, your husband, your wife, your children, your boss, your colleague. Nếu mà chúng ta cứ nói là chồng của tôi phải thay đổi, con của tôi phải thay đổi, đồng nghiệp của tôi phải thay đổi, bạn bè của tôi phải thay đổi, then you are not being aware. Lúc đó là bạn chưa có nhận thức được. Okay, the only awareness that you have is I can only change myself. For things to change, I must change first. Thì khi bạn ở trạng thái tỉnh thức là bạn nhận ra một điều là để mọi thứ thay đổi, tôi phải là người thay đổi trước. Okay, so once you understand that, you will be able to accept that you can change.
Nếu mà các bạn nhận thức đủ như vậy rồi á, thì các bạn mới bắt đầu quá trình thay đổi chính mình được. Okay, after that you will allow yourself to change. Sau đó là bạn bắt đầu là cho phép bản thân mình được thay đổi. Okay, when you allow yourself to change, you will activate or take action to change. Khi bạn đã cho phép mình thay đổi rồi thì bạn mới bắt đầu khởi động mọi hành động để mình được thay đổi. Okay, after you have take action, be grateful, be thankful and celebrate that you have changed. Khi mà chúng ta đã hành động rồi thì chúng ta hãy ghi nhận bản thân mỗi hành động mà chúng ta vừa thực hiện được. Okay. So I have finished what I want to say. Tôi đã chia sẻ xong cái chủ đề ngày hôm nay. Dạ, các bạn có câu hỏi gì cho chủ đề ngày hôm nay với diễn giả của chúng ta không ạ? À? Các bạn có thể chia sẻ bằng tiếng Việt, tại vì Ruby thấy ở đây đa số là khán giả tới coi chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay thì đa số là người Việt, nên là sẽ chuyển thể, thay vì nói tiếng Anh không thì Ruby sẽ chuyển qua tiếng Việt và nhận câu hỏi của các bạn bằng tiếng Việt và sẽ hỏi thầy bằng tiếng Anh, thầy sẽ trả lời. Dạ. Chương trình ơi, chương trình giúp cho MC xem là có những cái câu hỏi nào của độc giả cần thay đổi trên cái quá trình này không? Nếu mà có thì thầy sẽ là người trả lời cho chúng ta. Chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa là kết thúc chương trình thôi. Yeah. Sean, yes. Before you share that, you are helping the others get out of depression because you experience yourself about that. Can you share more of your story about how you get out of depression and how you can help others on that? Okay, basically, I had depressions at a very young age because I also don't know when I got depression. À, tôi đã ở trạng thái trầm cảm vào cái thời còn trẻ của mình. But later on, as I studied psychology, I realized, okay, what it meant to be depression. Khi mà tôi học phát triển bản thân thì tôi tự hỏi một câu là bị trầm cảm thì nó có ý nghĩa gì không? Okay, so basically, at a very young age, I already have like suicidal thought, and I feel that life is no meaning, and I do not find things interesting. Hồi còn trẻ tôi đã từng tự tử, xong rồi cái tôi thấy là ủa cuộc đời này chả có ý nghĩa gì cả. Okay, I'm a very melancholic person, always thinking of the worst thing, worst case scenario. Trong đầu tôi luôn luôn nghĩ là những cái tình huống tệ hại nhất, xấu nhất trong xã hội, nói chung là trong okay, đầu tôi. I also realized that every unlucky, difficult situation scenario will always happen to me. Like the bird can shit on my head anytime. Tôi thấy là tất cả những cái gì xui xẻo nhất trên cái thế giới này làm như đổ hết vào đầu tôi đi ra đường tôi cũng bị chim ỉa vào đầu nữa. And that's why I don't have a lot of friends and people look at me very like I'm very weird, very crazy person. Đó là lý do mà tôi không có nhiều bạn bè, mà bạn bè tôi cứ nhìn tôi bằng một con mắt rất là lạ lùng. Okay, even when in communication, people will always tell me, Sean, I don't understand you. Can you speak clearly? Can you speak in a way that we can understand you? Khi mà tôi giao tiếp với bạn bè của mình, cái bạn tôi nói, Sean, ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Ông có thể nói rõ ràng, chi tiết, dễ dàng, cụ thể, dễ hiểu hơn hay không? So basically, I don't understand what happened to myself a lot of time. Thực ra là cái lúc đó là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình lúc bấy giờ. So until about the age of 37, I realized in one program that, okay, it is about the thing that I'm actually thinking in my head. Cho tới tuổi 37, tôi mới tham gia một chương trình và tôi bắt đầu thay đổi tư duy của mình. Okay, so I start to be aware of what I'm thinking. Tôi bắt đầu nhận thức được những cái điều mà tôi đang suy nghĩ ở trong đầu. Okay, so long story short is very simple saying that, okay, I basically talk to myself every day, do something to my mind every day until I get my mind to think positively, more confident in a way. Bây giờ câu chuyện dài lắm, tôi tóm gọn lại là cái cách mà tôi thay đổi là tôi thay đổi suy nghĩ của mình mỗi ngày. Okay, so basically I have went through a lot of program to actually study the mind, so I understand how you can actually change the thoughts that you have in your mind.
Đó là lý do mà tôi bắt đầu tham gia nhiều cái chương trình hiểu hơn về cách hoạt động của não bộ và tâm lý. Sau đó là tôi bắt đầu thay đổi tư duy của mình. Okay, so basically there are methods and strategies for us to be able to make ourselves more positive, more empowering and more solution focused. Và lúc đó tôi biến đổi, tôi trở thành một cái người mà luôn luôn nghĩ về giải pháp, luôn luôn nghĩ về những điều tích cực, những điều tốt đẹp ở thế giới này. Okay, as a personal development coach and speakers, I help people to actually get a better version of themselves. Đó là lý do mà tôi chọn cái công việc mà huấn luyện cũng như là định hướng người khác, giúp người khác trở nên phiên bản tốt hơn của chính họ. Okay, I realized that this is the 1 hour streams. I don't think I will be able to share a lot more, but I think if Ruby allowed, then the next round, if there's a chance, we can actually share how we can actually change our mind in very simple way. Yeah, thời lượng chương trình có hạn nên là ngày hôm nay tôi sẽ không chia sẻ nhiều về cái chủ đề này, nhưng mà có thể là cái chủ đề kế tiếp của chúng ta là tôi sẽ chia sẻ là cách đơn giản để hiểu về tâm trí của mình. Các bạn probably có muốn không ạ? Yeah, probably we can leave it to the next round of live, then we can share more about it. Yeah, Sean, how about next Wednesday? Let's talk about this offline. Các bạn ơi, vì thời lượng chương trình cũng có hạn và Sean đưa ra cái đề nghị đây là cái chủ đề cho chúng ta thảo luận lần tới. Còn về cái thời lượng khi nào phát sóng cái chương trình kế tiếp thì Sean sẽ xác nhận lại với chúng ta sau các bạn nhé. There's one question. How I can study directly from you? There's one question from the audience here. Okay, currently I have no class in Vietnam. So I do private coaching session. Probably you might want to approach Ruby and see how we can actually arrange this. Okay, because I'm not as disposer in Vietnam yet. So we'll see how we can actually arrange this. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng Mạnh Hà. Hiện nay là tôi không thể bay tới Việt Nam tại lúc này. Và tôi cũng có những cái chương trình coach riêng. Nếu mà các bạn muốn tiếp cận với tôi như thế nào, các bạn có thể là liên lạc với Ruby để mà Ruby và tôi sẽ trao đổi những cái cách làm việc với bạn làm sao dễ dàng nhất. It's the end of the program. Thank you for everybody joining with us. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với Ruby và thầy Sean trong quá trình Master Your Growth. Và thầy Sean là người nhân vật trong chương 23 của Tầm Sư Học Lớn. Nên ngày hôm nay chúng ta đã lắng nghe chủ đề là 5 bước chuyển hóa. Làm sao chúng ta từ điểm A cho tới điểm B, làm sao chúng ta từ hiện trạng hiện nay để chúng ta trở nên phiên bản tốt hơn của chính mình. Và thời lượng chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự có mặt của các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Và cho tới bây giờ các bạn sẽ xem thêm một số thông tin về Sean qua những người đã làm việc với Sean, chứng thực họ qua chương trình tiếng những cái clip tiếng Anh các bạn nha. Yeah, Sean, just say goodbye to everybody and now. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye. So I got to know Sean from the Patterns of Excellence program. So after attending the program, I was so inspired by Sean and his team of coaches who have helped me during the course that I decided to join the coaching team. So Sean was the head coach of this committee team, and at that point of time, I was just a junior manager leading a group of 6 associates, and I was having a lot of challenges, you know, coaching my team, especially when, you know, they were struggling, when their morale was down. I didn't know how I could motivate them or communicate with them effectively. In fact, there were many times where I doubted if I could be a good leader or a good coach to them. So that was when I started attending the monthly coaches training headed by Sean. And I'm really amazed by his style of training, because instead of giving us the theory, Sean would often demonstrate in front of us to show us how to handle different coaching situation.
And throughout this journey, I'm really thankful to Sean for helping me to strengthen my identity as a leader, right? To strengthen my identity as a coach and equip me with the tools, the principles and framework to better support my team. So as a result, as a direct result of his training, my team was able to scale up as I was able to grow up eight new leaders within the team, and I became one of the youngest director in my company before the age of 26. And now I'm mentoring some of the best agency leaders and associates out there. So I just want to take this opportunity to thank Sean for all his selfless sharing and the one-to-one conversations that we had. He definitely made a difference to my life. And if you're considering to develop professional coaching skills, I highly recommend Sean to you. My name is Jack Wong, founder and director of WHM Consulting Private Limited, a company based in Singapore. I met Sean in 2008 in a program that we did together in Singapore. And since then, he is the head coach of the coaching team from this program. And I'm a part of that in the capacity of a senior coach in the same team as well. My experience working with Sean is that he is not only knowledgeable when it comes to explaining principles in neuro-linguistic programming, he is has a lot of insights from his experience that he cares to share from working with his clients. He showed his vulnerability in the coaching team, and I'm truly, truly inspired by him, which is the reason why in 2016, I decided to become one of the licensed trainer in NLP. So even though I'm a licensed trainer like Sean, he has a lot more experience than me. He's very caring and, most importantly, result-driven but patient. So if you are looking for a coach who is result-driven, inspirational, and most importantly, caring and being patient, I would highly recommend Sean Su for you. Check it out. Thank you very much. All good wishes.